Hello, xin chào anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Đây là video được anh em yêu cầu rất nhiều. Hôm nay có em Tuấn tham gia với video này với mình luôn. Em Tuấn sẽ vào arc chính của mình. Còn mình đã cày arc này lên đến 871 rồi anh em ạ. Để làm được nhiệm vụ lấy tóc V2 thì anh em phải đạt level 850. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một chuỗi nhiệm vụ để anh em nhận được tóc V2 anh em nhé. Đấy, đầu tiên thì anh em sẽ về quán cà phê cho mình. Và sau đó anh em vào đối thoại bóng Barito anh em ạ. Nếu anh em chưa làm nhiệm vụ này thì anh em sẽ không nhận được nhiệm vụ tìm 3 bông hoa anh em nhá. Đây là lý do nhiều anh em bảo mình là sao em không nhận được nhiệm vụ tìm 3 bông hoa. Thì trước mắt thì anh em phải làm nhiệm vụ này đã anh em ơi. Sau khi anh em làm xong nhiệm vụ này thì anh em mới nhận được nhiệm vụ 3 bông hoa anh em nhá. Rồi anh em sẽ nói chuyện đường Barito này anh em ơi. Thì nó sẽ bỏ anh em đi giết 50 con hải tặc Swan. Ok anh em đi theo mình. Rất nhiều em anh em ạ. Rất nhiều em mới đạt level 850 và không nhận được nhiệm vụ nâng tộc V2. Và đây là lý do anh em chưa làm nhiệm vụ này thì anh em sẽ không nhận được nhiệm vụ tìm 3 bông hoa. Anh em sẽ đánh 50 con hải tặc Swan này anh em ơi. Và đoạn này mình sẽ cắt đi anh em nhá. Tại vì đánh 50 con này khá là lâu cho nên mình sẽ cắt bớt đi. Ok, vậy là mình đã đánh con cuối cùng này anh em ơi. Con cuối cùng mình sẽ đủ 50 con. Ok, sau khi xong nhiệm vụ thì nó bảo làm rất tốt. Hay đi nói chuyện với ông Barito này anh em. Thì sau khi đánh xong anh em sẽ quay về gặp ông Barito ở quán cà phê này anh em. Vì mình đang làm nhiệm vụ này ở server thường cho nên em Tuấn phải đi theo bảo kê mình anh em. Em Tuấn đang đấm nhau với mấy thằng kia đấy anh em. Ok, rồi mình sẽ quay về gặp ông Barito. Sau khi trả nhiệm vụ cho nó thì nó sẽ bảo anh em đi giết con Jeremy anh em ạ. Và chắc chắn rồi, em nào qua đây rồi thì chắc chắn sẽ biết con Jeremy, con thủ lĩnh lò xo đấy anh em. Đạt level 850 rồi mà anh em nào còn chưa biết con này nữa thì anh em nên đập máy và nghỉ game luôn anh em nhá. Rồi, anh em sẽ theo mình lên đây. Mình nói đùa thôi anh em ạ. Còn anh em nào chưa biết thì theo mình lên đây. Nó sẽ nằm trên cái vách đá trên này. Đây, ở đây đi anh em. Lên đây thì nó đã spam chỗ này rồi. Mình sẽ lại giết nó anh em nhá. Đây, ở đây mình có trái Phật cho nên farm sẽ rất là nhanh luôn. Đánh con này cũng rất là dễ. Khỏi cần em Tuấn mày giúp đỡ mình nữa. Mình nhắc lại với anh em là đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Nếu anh em không làm nhiệm vụ này thì không bao giờ anh em sẽ nhận được nhiệm vụ tìm 3 bông hoa anh em nhá. Và đây là lý do rất nhiều anh em không tìm được nhiệm vụ 3 bông hoa đấy anh em. Bắt buộc phải làm nhiệm vụ này thì anh em mới nhận được nhiệm vụ tìm 3 bông hoa. Rồi ok, mình đã giết xong con Jeremy rồi anh em ạ. Sau khi giết nó xong anh em quay về quán phê gặp ông Barito tiếp nữa anh em. Cứ phải gặp nó thường xuyên. Rồi về thì mình nói đuôi điện thoại với nó này anh em. Và nó sẽ cho mình một dòng hội thoại như sau. Này, giải đấu đã trở lại bình thường. Hãy nhanh chóng giải cứu các tù nhân ở dưới khán đài. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi giải cứu bọn chúng thôi. Bọn chúng đang bị giam giờ, mình đi về giải cứu nó nha anh em. Rồi để đi giải cứu nó thì anh em cần biết một vật mã như sau. Anh em sẽ lên trên cái ngôi nhà của Flamingo. Anh em đi theo mình nha anh em. Rất nhanh chóng, rất dễ hiểu thì mình sẽ chỉ chi tiết cho anh em từ A đến A luôn anh em nhá. Cho nên anh em không cần phải thắc mắc làm gì cả. Mình đã chỉ thì anh em chỉ có là chi tiết thôi. Rồi anh em vào đây và anh em đi vào căn nhà này anh em. Và ở đây thì anh em sẽ thấy một dòng chữ Latin. Đấy, anh em nên nhớ anh em nhá. Anh em, mình sẽ zoom to cho anh em xem. Đấy, đây là một dòng chữ Latin và anh em sẽ nhớ từ trái qua phải anh em nhá. Anh em nào không nhớ thì anh em ghi lại hoặc anh em sẽ lấy điện thoại chụp màn hình lại anh em nhá. Rồi, sau khi nhớ xong rồi thì anh em đi theo mình. Mình đi đâu thì anh em cứ đi theo đó thôi. Kể cả mình đi ỉa anh em cũng theo mình vào luôn. Bảy rồi anh em ơi. Bảy rồi nha, mình nói đùa thôi anh em nha. Rồi, anh em theo mình qua đến đấu trường La Mã anh em ạ. Vào đây thì anh em sẽ thấy mấy cái cột anh em ơi. Và anh em sẽ... Đây, lúc nãy anh em ghi như thế nào thì anh em sẽ điền vào như thế đó anh em. Anh em điền từ trái qua phải cho mình. Anh em lấy cái mảnh giấy lúc này anh em ghi ra đấy anh em. Đây là mấy cái số La Mã anh em điền vào theo thứ tự từ trái qua phải cho mình. Đấy, cái điền đủ để cho mình anh em nhá. Điền đúng anh em nhá, anh em không điền lộn xộn không thì nó sẽ không mở cánh cổng cho anh em đâu. Anh em cứ làm theo thứ tự từ bên trái qua bên phải. Rồi còn chờ cuối cùng. Ok, chờ này dòng chữ B này anh em. Đấy, sau khi mở xong thì nó sẽ cho anh em cái mũ chiến binh luôn. Ok, vậy là đã xong rồi anh em ơi. Vậy là bây giờ anh em có thể đi nhận nhiệm vụ tìm 3 bông hoa được rồi đấy anh em. Và
Và nhiệm vụ này chỉ cần làm một lần thôi anh em nhá. Các lần sau anh em nâng các tàu khác lên V2, anh em cũng không cần làm nhiệm vụ này nữa. Anh em chỉ cần đi làm nhiệm vụ ba bông hoa thôi. Ok, mình nói đến đây thì chắc anh em sẽ hiểu rồi anh em ạ. Anh em nào dù có không thông minh đến đâu nữa thì mình nói đến đây nữa thì chắc chắn là anh em quá hiểu luôn rồi đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm nhiệm vụ ba bông hoa. Anh em về vườn thực vật cho mình. Đấy, lúc sáng mình đã đăng video cách tìm ba bông hoa chi tiết rồi anh em ơi. Bây giờ mình làm lại luôn cho anh em. Đấy, nếu anh em nào muốn chi tiết hơn thì xem lại video lúc sáng mình đăng đấy anh em. Mình tí mình sẽ ghi ở phần mô tả đấy anh em. Anh em nào cần thì xem lại luôn. Rồi qua vườn thực vật thì anh em sẽ tìm gặp cái thằng tên là gì nhỉ anh em. Thằng này tên gì mình quên mẹ tên rồi anh em. Rồi thằng này tên gì đây? Thằng này tên là Archimedes anh em ạ. Cái hồi nó là như thế đi, mình không biết tên nó là thật là gì nhưng mà gọi nó là Archimedes đi. Bảo là bạn chưa mở khóa tiềm năng, vậy bạn hãy tìm cho tôi ba bông hoa này anh em. Ok thì tôi sẽ làm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho anh em địa điểm tìm ba bông hoa đỏ, vàng và xanh. Và trước mắt thì mình sẽ tìm bông hoa đỏ trước nha anh em. Để tìm bông hoa màu đỏ thì anh em theo mình. Đây anh em đi theo mình nha anh em. Ở đảo thực vật này thì có hai chỗ spam, anh em theo mình đi theo đường này xuống chỗ này anh em. Đây là vị trí thứ nhất. Ở trên đảo thực vật này có hai vị trí anh em nhá, và đây là vị trí thứ nhất. Rồi nếu chỗ này anh em không thấy anh em tiếp tục theo mình sẽ quay lại chỗ cũ cho anh em nhìn cho dễ anh em. Rồi anh em sẽ lại cái chỗ ông nhận nhiệm vụ này này anh em. Qua đây thì anh em thấy chưa, thấy ông này chưa? Rồi anh em quay lại sau lưng, anh em đi theo con đường màu nâu này. Anh em đi xuống đây thì anh em quẹo một tí. Đấy, lại đây thì anh em sẽ thấy hòn đá phiến đá màu nâu này. Và đây là bông hoa màu đỏ đấy anh em. Nó xuất hiện ở vị trí thứ hai rồi. Đảo thực vật chỉ có hai vị trí này thôi. Nếu bông hoa đỏ không xuất hiện ở đảo thực vật thì anh em tiếp tục theo mình qua đảo hoa hồng đấy anh em. Đấy, bông hoa đỏ nó chỉ xuất hiện ở hai đảo này thôi. Ở đảo hoa hồng thì nó xuất hiện ở vị trí này là vị trí đầu tiên anh em. Trên cái mỏm đá có màu xanh rêu này. Đây là vị trí thứ nhất nó xuất hiện ở đảo hồng đây anh em. Rồi nó sẽ ở đây nha anh em. Và ở đây nếu không có thì anh em sẽ theo mình qua vị trí thứ hai ở trên đảo hoa hồng này. Rất là chi tiết, rất là cụ thể luôn rồi anh em ơi. Và anh em nào chỉ cần xem video của mình một lần thôi, một lần duy nhất thôi thì anh em sẽ làm được nhiệm vụ này. Đây, đây là vị trí thứ hai, nó nằm trong cái ngách này anh em ơi, trong cái ngõ ngách này đây. Đây là vị trí thứ hai. Đấy. Còn nếu ở vị trí này mà anh em vẫn không thấy bông hoa đỏ thì anh em tiếp tục theo mình sang vị trí thứ ba, cùng là vị trí cuối cùng ở trên hòn đảo hoa hồng này. Anh em sẽ lên ngôi nhà Flamingo cho mình. Anh em bay hay vượt rào hay là nhảy lên cũng được. Nói chung kể cả tóc biến luôn. Rồi, làm thế nào anh em lên được đây là ok. Rồi qua đây nha anh em. Anh em sẽ lên trước này. Và bông hoa màu đỏ sẽ xuất hiện trước mấy cái cây này anh em ơi. Trên mấy cái cây này đây. Đây là vị trí thứ ba cũng là vị trí cuối cùng ở trên đảo hoa hồng nha anh em. Vậy là đã xong hoa màu đỏ đấy anh em. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho anh em bông hoa xanh. Hoa xanh thì nó xuất hiện trên ba hòn đảo luôn. Đầu tiên anh em mua cái con thuyền anh em sẽ đi theo mình rẽ trái anh em ơi. Anh em qua được cái hòn đảo gọi là hòn đảo xa xôi đấy. Có cái thằng bán cây ná cabucha, cây ná hay dùng để bắn chim đấy anh em. Và bông hoa màu xanh thì anh em chỉ tìm được nó vào buổi tối thôi anh em nhá. Anh em tìm ban ngày thì anh em tìm muốn lòi cả mắt ra cũng không thấy nó đâu. Cho nên chỉ tìm được nó vào ban đêm thôi. Rồi đây là hòn đảo đầu tiên nó xuất hiện anh em. Đây là hòn đảo có thằng bán cây ná cabucha, hòn đảo xa xôi. Anh em lên đây anh em tìm trên này. Đây, mình thấy trước mắt rồi anh em. Đó, anh em thấy chưa? Anh em tìm chỗ này rồi anh em sẽ tìm chỗ ba ngôi nhà này anh em và phiến đá màu xám này. Anh em tìm trong ba ngôi nhà này luôn. Nó chỉ xuất hiện ở trong ba ngôi nhà này. Hòn đảo này thì tìm dễ nhất anh em ơi. Đấy, anh em thấy ba ngôi nhà này chưa? Anh em cứ chui vào đó, không thấy thì anh em mới chui vào ba ngôi nhà này. Không có ngoài này thì nó nằm ở trong kia thôi. Rất đơn giản, rất là chi tiết cho anh em nhá. Anh em mới chui vào đây, anh em thấy mấy cái cổng này chưa? Không thấy thì anh em mới chui vào đây. Đấy, cứ chui vào đó nha anh em. Rồi, nếu hòn đảo này không thấy thì anh em tiếp tục theo mình sang hòn đảo thứ hai. Hòn đảo thứ hai thì nó sẽ nằm gần đảo hoa hồng anh em ạ.
Nay giờ mày hướng dẫn cho anh em mà quên bảo anh em đăng ký kênh anh em ơi. Anh em xem video của mình nếu thấy hay và chi thì anh em nhớ để lại cho mình một lượt like và lượt subscribe kênh anh em, cho mình có thêm lượt đề xuất cho YouTube để kênh mình sớm phát triển trở lại anh em nhá. Rồi, tiếp tục theo mình này anh em. Hòn đảo thứ hai xuất hiện bông hoa màu xanh. Nếu tìm một hòn đảo lúc này không thấy thì anh em sẽ theo mình tiếp này anh em. Đây, nó gần cái đảo hồng đây, trước mặt mình kia rồi anh em ạ. Hòn đảo bé xíu trước mắt mình kia rồi. Ở trên này thì hòn đảo này thì rất là bé cho nên nó chỉ có một vị trí spam thôi. Ok, đến đây rồi anh em sẽ vào cái cổng này anh em thấy cái cổng chưa? Anh em đi vào cái cổng cho mình. Ủa rồi sao lên này làm gì? Rồi, vào đến đây thì anh em sẽ nhìn lên trên nhá. Anh em thấy một cái lỗ chưa anh em? Anh em bắn lên đó cho mình, phóng lên đó cho mình. Rồi, lên đây thì anh em sẽ tìm thấy bông hoa màu xanh. Đấy rồi kìa anh em. Đấy, không hiểu sao bông hoa màu xanh nó xuất hiện rất nhiều vị trí luôn. Lúc này ở bên kia mình cũng thấy, ở đây nó cũng xuất hiện anh em. Rồi, đây toàn là hai bông hoa màu xanh luôn này anh em. Rất là vô lý anh em ạ, bông hoa màu xanh xuất hiện khá là nhiều. Rồi, nếu vị trí này mà anh em không thấy nữa thì anh em sẽ theo mình sang hòn đảo thứ ba, cũng là hòn đảo cuối cùng. Đảo thứ ba là anh em qua đảo nghỉ địa cho mình anh em nhá. Và anh em sẽ tìm mấy dưới cái gốc cây dưới này anh em ạ. Và trên mấy cái bia mộ ở trên đảo này anh em nhá. Tìm trên bia mộ không thấy thì anh em xuống mấy gốc cây dưới này này anh em. Đây, gốc cây bên này và gốc cây bên kia. Đây, nó xuất hiện tiếp ở đây rồi anh em ạ. Không hiểu sao hôm nay bông hoa màu xanh nó xuất hiện đủ vị trí thế này anh em nhỉ. Rồi, sau khi tìm được bông hoa màu xanh rồi thì bông hoa cuối cùng dễ kiếm nhất, dễ tìm nhất là bông hoa màu vàng. Anh em về chỗ này nhận nhiệm vụ. Anh em nhận nhiệm vụ đánh con hải tặc thiên nga nha anh em. Anh em nhận hay không nhận thì nó cũng đều rơi thôi anh em, nhưng mình nhận nó sẽ dễ rơi hơn. Nhận xong em sẽ đánh mấy con quái này anh em. Anh em đánh khi nào nó rơi ra bông hoa màu vàng thì thôi. Nói chung bông hoa này kiếm dễ nhất và không cần phải đau đầu anh em ạ. Rồi, sau một hồi đánh khoảng tầm 2 phút thì nó rơi ra bông hoa màu vàng cho mình rồi. Thì sau khi thu thập là đủ 3 bông hoa rồi, xanh, đỏ, vàng. Lúc này thì mình bị thằng kia đánh cho nên chết rơi mất cái bông hoa màu đỏ anh em ạ. Cho nên mình qua đây mình nhặt lại bông hoa màu đỏ nhá. Đây, lần này thì bông hoa màu đỏ nó xuất hiện chỗ này luôn. Đấy, bây giờ nhặt lên luôn nha anh em. Vậy là đã đủ 3 bông hoa, xanh, đỏ và vàng rồi anh em ơi. Rồi, đi trả nhiệm vụ thôi anh em. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ sẽ nâng tộc đến V2. Anh em phải trả cho nó là 500.000 Belly nữa thì nó sẽ cho anh em nâng tộc đến V2 anh em nhá. Đấy rồi, trả cho nó anh em. Ok, nó bảo là làm tốt lắm, giờ tôi sẽ đi chế thuốc. Nhưng đương nhiên là phải trả cho nó 500 tiền Belly. Ok, chủng tộc của bạn đã tiến hóa, vậy là mình đã nâng tộc lên V2 thành công rồi anh em nhá. Và mình lưu ý với anh em rằng tất cả 6 tộc anh em ơi, tất cả 6 tộc úp V2 đều làm nhiệm vụ này. Ok, vậy là ở video này mình đã hướng dẫn cho anh em chi tiết cách lấy tộc V2 từ A đến Á rồi anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.